Trên tay mình đây là một chiếc router cực kỳ là nhiều người mua tại Hacom luôn. Đơn giản tại vì nó có một mức giá cực kỳ là hấp dẫn này. Tính năng cũng nhiều, kết nối cũng ổn định, vô cùng là mượt mà. Và setup của nó cũng vô cùng là dễ nữa. Nhưng mà, ui dồi ôi, mình đã được nhận rất nhiều tin nhắn của các bạn bảo là bây giờ làm sao để setup được chiếc router này cho nó chuẩn chỉnh nhỉ? Thế nên là hôm nay mình làm một video để hướng dẫn các bạn làm sao để setup được chiếc router Acer C50 đến từ TP-Link này các bạn nhé. Nhưng mà để setup thì anh em phải biết được là chiếc router này có những cổng nào, chỗ nào chứ nhỉ? Đây. Đây là chiếc router Acer C50 của chúng ta. Chiếc router chúng ta sẽ có rất là nhiều cổng đằng sau. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cổng nguồn này, một cái nút bật nguồn này, ba cổng LAN. Đây là nơi để anh em cắm vào các thiết bị anh em nhé. Thì nằm ở đây mình đang có một chiếc laptop. Thì nếu mà anh em muốn kết nối mạng, kết nối từ chiếc laptop này đến chiếc router này bằng dây ý, thì anh em có thể cắm thông qua cái cổng LAN này anh em nhé. Đây, như chẳng như mình đây, mình cắm vào đây này. Đấy, xong mình cắm ra đằng sau của chiếc laptop này. Rồi, coi như là tự trưng thế đi. Rồi, ok. Đấy, đây là cái cổng để dành cho anh em cắm vào các thiết bị muốn sử dụng mạng anh em nhé. Vậy ở đây sẽ cộng tổng là 4 cổng LAN lận, là để cắm vào các thiết bị sử dụng mạng như là máy tính bàn này, như là một chiếc tivi này, như là một chiếc laptop này, vân vân và vân vân. Còn nếu mà anh em muốn nhận mạng thì sao? Đó chính là cái chức năng của cổng WAN này. Cổng WAN này là Wide Area Network, tức là cái nơi mà anh em có thể cắm những cái nguồn mạng vào, chẳng hạn như là FPT gửi tới này, Viettel gửi tới này, VNPT gửi tới này, gửi tới cho anh em một cái dây mạng này từ ngoài đường, thì em cắm cái này vào cục WAN anh em nhá, để cho chiếc router này có thể nhận được tín hiệu mạng trên thế giới này. Đó. Và bên cạnh đây chúng ta sẽ còn có đó chính là một nút reset và một nút WPS nữa. Nếu mà anh em cảm thấy như là cái chiếc router, nếu mà các bạn cảm thấy cái chiếc router này đang gặp vấn đề, đang có những cái thứ mà mọi người đang setup chưa được chuẩn lắm ấy, thì hãy bấm vào nút reset đây bằng những cái que chọc sim hoặc là có thể là bằng bút được, tại vì cái lỗ này cũng khá là to. Còn nút WPS này ấy, với dành cho những thiết bị mà ví dụ như là tivi này, hay là những cái như là máy giặt này, vân 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 vân, những thiết bị gia dụng mà cần kết nối của Wi-Fi mà không có các gọi là interface, không có những cái chỗ để có thể đánh mật khẩu chẳng hạn, thì cái nút WPS này là cách kết nối rất là đơn giản và vô cùng là dễ dàng mà không cần phải đánh mật khẩu gì hết. Rồi, nhưng mà sau khi mà mọi người cắm lên thì sẽ có những tín hiệu đây, chúng ta cùng check nhá. Rồi, mình đang vừa cắm cái dây nguồn vào và chiếc router chúng ta đã sáng lên rồi. Thì nằm bên trên đây chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 cái đèn LED. Đầu tiên nó chính là LED nguồn, sẽ có một cái nút như cái nút nguồn đấy, thì đây sẽ là nơi để thể hiện là ok, cái chiếc router chúng ta đã có nguồn rồi. Bên cạnh đó sẽ là hai cái cục sóng Wi-Fi, đây là tượng trưng cho sóng 2.4GHz và sóng 5GHz. Thì sóng 2.4 sẽ là cho những anh em nào mà đang sử dụng những cái gọi là có tường dày này, thì vì sóng 2.4 ấy là sẽ là một sóng có tốc độ thấp hơn, delay cao hơn, nhưng mà là một bước sóng dài hơn và có thể kết nối được đi xa hơn, đồng thời xuyên được tường dễ dàng hơn. Còn bên cạnh đó đó chính là sóng 5GHz. Thì cái sóng này ấy, nó sẽ có delay thấp hơn này, sẽ có một cái tốc độ cao hơn này, nhưng mà mỗi tội là khoảng cách ngắn hơn và rất là khó để có thể xuyên qua tường được. Thế nên là anh em phải set up, mọi người phải set up thế nào để cho phù hợp với cả cái nhu cầu sử dụng của mình nhá. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ còn có đó chính là một cái cổng như là cổng kết nối. Đây chính là các để thể hiện rằng là chúng ta đang kết nối với mạng LAN anh em nhá. Tức là các thiết bị mạng LAN nó cắm thì cái đèn LED này sẽ phát sáng lên. Và cùng đó chính là một cái hình địa cầu. Cái hình địa cầu này thì các bạn sẽ có thể thấy đây là cái hình mà thể hiện rằng là chúng ta đang kết nối với cả mạng bên ngoài, với cả World Wide Web đấy, www đấy. Và điều này sẽ thể hiện rằng là nếu mà mạng của anh em mà đang không có tín hiệu gì thì chiếc đèn này sẽ không sáng đâu. Ví dụ như vừa rồi mình vừa tháo cái cổng WAN ra nhá, là đèn này không hề sáng một chút nào cả. Nhưng thay vì đó thì cái cục sóng của mình 2.4 và 5 của mình đang đều phát sáng rồi. Nhưng mà làm thế nào để setup được sóng 2.4, 5. Setup được mạng LAN, setup được IP, thay đổi được chế độ của router, thì bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu setup nhá. Sẽ có hai cách để setup chiếc router này. Thì tất nhiên rồi, vẫn phải là một việc, đó chính là cắm nguồn vào router chứ đúng không ạ? Sau khi mà cắm nguồn thì anh em hãy bấm nút nguồn để bật được chiếc router lên. Và chỉ cần đợi một chút thôi là những cái đèn đây sẽ sáng để thể hiện rằng chiếc router chúng ta đã hoạt động. Vậy thì hai cái setup là gì? Đơn giản nhá, là chúng ta có thể setup được chiếc router này thông qua hai thiết bị. Một là thông qua máy tính và những cái trình duyệt bình thường ở trên điện thoại cũng có. Hai là thông qua một cái app trên điện thoại, đó chính là app Tether của TP-Link. Nhưng mà hãy cùng bắt đầu với máy tính chúng ta đúng không ạ? Thì máy tính nhá, chúng ta sẽ lại có hai cách nữa. Một là anh có thể setup thông qua mạng Wi-Fi, hai là anh em setup thông qua mạng LAN anh em ạ. Nhưng mà trên máy tính laptop của mình đây thì nó lại không có cổng LAN. Thế thì làm thế nào bây giờ?
setup của Wi-Fi anh em nhé. Nếu mà anh em muốn setup qua cổng LAN thì anh em cắm cái dây mạng vào cổng LAN đây rồi cắm vào máy tính của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không có cổng LAN thì sẽ làm một việc, đó chính là đợi đằng sau lên nhìn thông số ở đây. Chúng ta sẽ đăng nhập thông qua cái thông số nằm ở bên trên này, sẽ bao gồm đó chính là cái SSID của mạng LAN và mật khẩu, đó chính là cái mật khẩu ghi ngay trên này, mật khẩu gạch chéo mã pin đây này, và đăng nhập thông qua đấy. Bây giờ mình hãy cùng đăng nhập nó trên chiếc máy tính laptop nhá. Như anh em thấy ở đây thì mình đang có sóng là 5G với cả sóng 2,4G. Thế nên là bây giờ mình sẽ kết nối với cả sóng 2.4 để cho nó ổn định hơn nhá anh em nhá. Đấy, bấm vào này, connect này. Thì ở đây sẽ bảo là enter the network security key, tức là cái mật khẩu wifi ấy, nằm dưới đây sẽ có luôn rồi. Và mật khẩu của mình là 16741423. Enter. Rồi, dạ vâng, đã kết nối rồi. Và nó hiện đây là no internet secured, tức là không có mạng nhưng mà cái kết nối của các bạn đang an toàn. Thế thì bây giờ làm thế nào để có mạng đây? Đơn giản nhá, là chúng ta hãy cùng vào setup. Chúng ta có thể check một chút về cái router chúng ta, về các IP cùng các thứ kiểu ấy, bằng cách đó chính là bấm Windows R CMD để ra được command prompt, enter vào, rồi bấm vào IP config anh em nhá. Đó, từ đó chúng ta sẽ hiện ra này, media disconnect, tức là đây là chưa kết nối được mạng nên chúng ta chưa check được. Nhưng chúng ta vẫn có, đó chính là cái IPv4 address, tức là cái địa chỉ IPv4 của anh em trên chiếc router này. Đồng thời chúng ta sẽ còn có cả default gateway để cho anh em có thể truy cập được vào cái router này ở cái lõi của nó. Nhưng router thì rất là tuyệt vời rồi, IP này nhìn chung cũng rất là đẹp. Nhưng mà ấy, TP-Link họ có một cái website rất là hay, đó chính là tplinkwifi.net, để giúp anh em làm một việc, đó chính là anh em có thể truy cập được vào cái đường IP default gateway này mà không cần phải bấm IP vào. Bây giờ mình hãy cùng truy cập nó nhá. Đây, tenda tp wifi link.net, anh em thấy chưa, enter phát này. Đó, thì tại vì mình chưa setup một cái gì cả, thế nên nó sẽ cho phép anh em, đó chính là một là chọn tiếng Anh, hai là chọn tiếng Việt. Nếu mà anh em là người nói tiếng England thì anh em hãy chọn tiếng này. Còn nếu mà anh em chơi tiếng Việt thì anh em hãy bấm bắt đầu nhá. Đây, hãy tạo mật khẩu để bảo mật, vui lòng tạo mật khẩu để đăng nhập quản lý. Thì cái việc này là tạo mật khẩu ra, họ sẽ yêu cầu là không chứa các khoảng trắng này, phải chứa từ 6 tới 32 ký tự này, và sẽ có là chữ, số và ký hiệu. Thì cái việc mà tạo cái mật khẩu này để giúp cho cái mật khẩu của anh em có thể đảm bảo hơn. Ví dụ như sau này có bất kỳ ai mà nhìn được vào cái này cũng không thể truy cập được, không thể điều chỉnh được mạng của anh em, và bắt buộc phải là anh em phải dựa vào cái những cái mật khẩu mà anh em nhớ nhanh nhá. Và bây giờ mình đặt tạm đây là QWERTY, à không, mình đặt tạm đây là HACOM1234 này. Đó, bắt đầu. Rồi, vậy là đã setup xong bước đầu tiên. Nhưng làm thế nào để có mạng bây giờ? Làm thế nào để chúng ta có thể truy cập được internet? Thì anh em nhá, chỉ có rất là nhiều những, anh em sẽ có một số các menu ở đây để anh em có thể quan tâm. Những thứ mà anh em quan tâm nhất ấy, thì sẽ là một số menu ở đấy thôi. Nhưng mà điều đầu tiên anh em muốn quan tâm ấy, đó chính là cài đặt nhanh. Và nó đã vào luôn cài đặt nhanh, bắt đầu rồi. Đây, chạy cài đặt nhanh để cấu hình kết nối internet và không dây theo cách thủ công. Bấm tiếp tục để tiếp tục. Còn bấm thoát, ok. Thì mình bấm tiếp theo. Rồi, rồi thì chúng ta sẽ có ở đây, dạ vâng, đây là ba chế độ hoạt động của chiếc router này: router wifi, điểm truy cập và mở rộng sóng. Với chế độ router wifi và chế độ điểm truy cập, chúng ta cần một cái kết nối mạng LAN từ chiếc router này đến tới một cái nguồn mạng nào đấy. Với router wifi thì nó sẽ là từ một cái nguồn mạng mà nhà cung cấp mạng gửi đến cho anh em, ví dụ như là của Vinaphone này, của Viettel này, của VNPT này, của FPT này. Đó, thì bạn sẽ cắm cái dây mà nhà mạng gửi cho bạn ấy cắm vào khu vực cổng WAN này. Còn nếu mà nhà bạn đang có sẵn một cái cục gọi là router mà không có wifi, hoặc router có wifi rồi ấy, mà anh em muốn tạo một cái điểm truy cập mới, đúng không, thì anh em hãy kéo cái dây từ cục router đấy nối vào chỗ đây em nhá, kéo dây LAN nối vào cổng WAN này để cấp mạng cho cái router này. Đấy là với hai điểm router wifi và điểm truy cập. Bây giờ mình sẽ làm mẫu cho anh em nhé. Và bây giờ mình có dây mạng đây rồi thì mình sẽ thử từng cái chế độ một nhá, để xem nó khác biệt thế nào, nó hay ho thế nào nhá. Bắt đầu bằng router wifi đi. Tiếp theo này, chúng ta sẽ có, đó chính là cài đặt nhanh để thiết lập kết nối của bạn. Chọn một loại dưới đây để phù hợp với ISP của bạn. Mô tả chi tiết sẽ được hiển thị sau khi bạn chọn các loại tương ứng. Anh em thể thấy nằm bên tay phải chúng ta này có các loại trợ giúp này. TP-Link họ làm rất là tốt và họ sẽ để ví dụ tự động dò này, là không cần biết loại con kết nối nào cả, mà cái router này sẽ tự động dò loại nào cho anh em. Tiếp theo là IP động. IP động thì sẽ giúp cho anh em kiểu luôn thay đổi IP liên tiếp. Cái này ấy, thì phù hợp với những anh em nào mà không có nhu cầu quá là cao khi mà nói về các điểm IP. Chẳng hạn như mình làm server ở trong nhà chẳng hạn, thì mình bắt buộc là mình phải làm IP tĩnh nằm ở dưới này. Còn nếu mà anh em
chỉ dùng bình thường thôi thì hãy bấm tự động dò hoặc là IP động cho mình nhé. Còn ba cái dưới này của Russian này, của Nga ngủ này, thì anh em bắt buộc cái này nếu mà anh em ở Nga ấy, thì anh em phải liên hệ với cả các nhà cung cấp mạng để biết được là mình đặt ở chế độ nào nhé. Thì bây giờ mình sẽ để tự động dò, đây là cái cơ bản nhất và mọi người nên dùng được cái này. Rồi, đang dò kiểu ISP bạn đang cung cấp, xin vui lòng chờ. Đấy. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có địa chỉ MAC, sao MAC, tức là địa chỉ MAC là Media Access Control này, là định danh duy nhất để xác định máy tính hoặc là thiết bị của bạn trên hệ thống mạng. Một số cái ISP thì có thể đăng ký địa chỉ MAC vào máy tính để sử dụng kết nối đến hệ thống của họ trong lần đầu tiên và không cho phép bất cứ máy tính hoặc router nào kết nối Internet. Router TP-Link có thể giúp bạn sao chép cái địa chỉ MAC này và được đăng ký bởi máy tính đầu tiên. Tức là, ví dụ như bạn đang có một cái chiếc máy tính đó và cái nhà mạng chỉ cho phép bạn cái máy tính kết nối thôi và họ đã cung cấp một cái địa chỉ MAC, tức là gắn nhãn cho cái máy tính đấy là ok, đấy là máy tính của bạn chẳng hạn. Thế thì bây giờ cái router này sẽ giúp cho bạn có thể sao chép cái máy tính của bạn đấy, đặt tên nó vào trên cái router này để giúp cái nhà cung cấp mạng của bạn đồng ý việc là cho kết nối. Và bản thân mình biết rằng là đa số những người Việt Nam ấy và đa số những cái mạng Việt Nam, người dùng bình thường Việt Nam ấy, không có địa chỉ MAC đâu và họ cũng không có quan tâm về vấn đề này. Thế nên là chúng ta chỉ cần bấm vào không, chúng ta không cần địa chỉ MAC. Và cuối cùng là cài đặt nhanh, chọn băng tần kép không dây. Tất nhiên rồi, thì chiếc router này sẽ có băng tần kép 2.4 và 5. Thế nên là chắc chắn là phải để băng tần kép rồi. Để cho những thiết bị nào chỉ có 2.4 ấy thì chúng ta sẽ sử dụng băng tần 2.4. Còn với những thiết bị nào mà muốn có một cái tốc độ kết nối cao hơn, đồng thời một cái delay thấp hơn nhưng mà ở một khoảng cách ngắn hơn thì vẫn có thể kết nối được với cả 5.5 5.GHz. Rồi, và cuối cùng là tên mạng không dây này, đặt tên này, chuyển vùng này, chúng ta sẽ có United States và Việt Nam này. Tên mạng không dây mình đặt là Hà Cốm này. Ok. Và bảo mật là WPA2 và PSK khuyến nghị. Đây là cái mà anh em khuyến nghị dành cho người dùng bình thường. Còn mình không khuyên anh em vô hiệu hóa bảo mật không dây nhá. Tại vì là nếu mà anh em không có mật khẩu ấy thì hàng xóm anh em cầu mạng của anh em đấy. Thế là để đấy cho mình nhá. Và mật khẩu mạng không dây thì mình để nhẹ nhàng thôi, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi. Và thêm cài đặt không dây nâng cao. Chúng ta sẽ còn có đó chính là ví dụ như là băng thông 2.4 thì chúng ta sẽ là chọn các chế độ này, các độ rộng của kênh này, các kênh truyền này, vân vân và vân vân. Nhưng những cái này mình sẽ nói kỹ hơn ở phần sau này nhá. Đó. Tiếp này, với đoạn 5GHz cũng thế, mình sẽ đặt là 2.5GHz. 2.5GHz này. Và cũng mật khẩu là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 luôn. Việt Nam. Tiếp theo. Rồi, cài đặt nhanh, xác nhận. Rồi, ở đây thì sẽ là một cái bảng tổng kết tất cả mọi thứ để anh em biết rằng là ok, mình đã setup cái gì, mình bấm cái gì, mình bấm tiếp theo, mình có bị cài quảng cáo LinkedIn không? Tất nhiên là không rồi. Làm gì có chuyện như thế đúng không ạ? Thì đây, loại kết nối IP động này, mạng không dây 2.4 bật này, tên mạng không dây là HACOM này, mạng 5.5GHz cũng bật này, tên là HACOM 5G này. Đó, và mật khẩu các thứ kiểu này, các loại chuẩn kết nối này. Và chúng ta lưu. Thế là xong rồi anh em ạ. Để nó sẽ mất một lúc để cái áp dụng được cái tín hiệu vào đây, áp dụng được cái mạng vào đây, áp dụng được tất cả những setting của trang web này. Rồi, anh em thấy không? Mình vừa mất mạng rồi. Tại sao? Tại vì mình vừa đổi hết tất cả những cái tên này, những cái đăng nhập này, vân vân và vân vân, khiến cho mình bị ngắt kết nối ra khỏi mạng bởi vì mình đang setup thông qua wifi. Nếu mà anh em setup thông qua mạng LAN ấy thì sẽ không có vấn đề gì hết nhá. Thì mạng LAN thì nó gọi là bất biến rồi. Anh em cứ cắm mãi, cắm cả đời thôi. Rồi, anh em có thể thấy này, HACOM. Đấy, HACOM và HACOM 5G đã xuất hiện rồi. Bây giờ mình xin phép đăng nhập nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8. Enter. Rồi, đấy, connected secure, tức là đã có mạng và đã được bảo mật. Bây giờ mình sẽ quay trở lại với cả TP-Link Wi-Fi để setup tiếp nhé. Thì hiện tại đây có những cái tab, đây anh em có thể thấy rất là nhiều tab luôn. Trạng thái này, cài đặt nhanh này, chế độ hoạt động này, mạng này, băng tần kép này, mạng không dây 2.4 này, mạng không dây 5 này, mạng khách DHCP, NAT, đang chuyển tiếp, bảo mật, quyền kiểm soát, kiểm quyền truy cập, routing nâng cao, điều khiển giải tầng, kết hợp IP, DNS đa động này, IPv6, công cụ hệ thống năng suất. Rất là nhiều thứ nhưng mà chỉ có một số cái sau đây mà anh em cần phải quan tâm thôi. Đầu tiên này là trạng thái này, tiếp theo là cài đặt nhanh này, chế độ hoạt động này, mạng này, lựa chọn băng tần này, mạng không dây này, hai mạng không dây, mạng khách này, DHCP này và không, DHCP không quan trọng lắm. Có thêm cả quyền kiểm soát này, và với cả công cụ hệ thống nữa là anh em cần phải quan tâm thôi. Đấy, thì những cái đấy là anh em cần phải quan tâm nhất, nhiều người dùng sử dụng nhất. Còn những cái thiết bị còn lại là sẽ dành cho những ai mà gọi là nâng cao hơn, VIP Pro hơn.
Cái phần đấy thì anh em không quá quan tâm, tại vì những người đấy là những người ví dụ như làm server trong nhà này, làm những cái gọi là cái server media ấy, để có thể kết nối giữa các máy của họ để họ có thể chiếu phim, phát phim trên cái máy của họ chẳng hạn này, hay là họ đang có những cái camera anh em ạ, những cái camera trong phòng ấy, những cần những cái IP động này, những cái IPv4, IPv6 các thứ kiểu để họ có thể xem được những cái gọi là truyền hình trực tiếp camera của mình ở bên ngoài. Đó. Nhưng mà chúng ta bắt đầu với những cái đầu tiên nhá. Trạng thái thì chúng ta sẽ có là trạng thái là phiên bản phần mềm này, phiên bản phần cứng này. Cái này là để cho anh em có thể biết được rằng là ok, router của mình đang ở firmware nào, router của mình là phiên bản nào. Ví dụ như của mình đây là Archer C50V6. Còn về LAN chúng ta sẽ có là địa chỉ MAC riêng biệt của chiếc router này, địa chỉ IP của chiếc router này, và sẽ có cả subnet mask nữa. Đó. Và sẽ còn có thông tin của các mạng nữa, bao gồm là mạng không dây này, 2.4 này, mạng không dây 5GHz này, và cổng WAN. Đó, cổng WAN của chúng ta là với cái cổng WAN, tức là cổng này này, cổng này này, đang nối với cả router ngoài kia là IP nào. Chúng ta sẽ có là IP là đây 131 này, subnet mask này, cổng mặc định này và máy chủ DNS. Rồi. Và cổng Internet thì sẽ là Internet 100Mbps/s. Nhưng mà hiện tại nó đang không cắm bất kỳ cổng nào cả. Cả 4 LAN từ 1 đến 4 đều không cắm cổng nào. Thế nên là 4 đầu đều ghi là tháo đầu cắm. Đó. Và thời gian hoạt động thì sẽ có ở đây là xem một chiếc router này nó hoạt động bao nhiêu ngày rồi. Đó, đấy là những thông tin cơ bản. Tiếp theo nữa, cài đặt nhanh chúng ta đã qua rồi. Tiếp theo này, chúng ta sẽ có chế độ hoạt động là router Wi-Fi, điểm truy cập và mở rộng sóng. Mình cũng đã nói trước rồi, thì nữa mình sẽ setup tiếp cho anh em. Tiếp theo chúng ta sẽ có đó chính là mạng. Thì ở đây là sẽ có setup cái sâu hơn, kỹ hơn so với cả setup nhanh. Ví dụ như chúng ta có thể thay đổi cổng WAN này về IP tĩnh anh em nhá. Có thể về IP tĩnh được. Nhưng mà cái này thì mình không khuyên anh em cài đặt, trừ khi anh em hiểu biết cực kỳ sâu thì anh em hãy cài đặt cái này. Anh em hãy lựa chọn ví dụ như là địa chỉ IP của mình muốn gán với cái router của chúng ta này, với cái cục mạng của chúng ta này. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ tự setup cái cổng subnet smart này, cổng này, máy chủ DNS này, máy chủ thứ cấp này. Vâng 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 vâng. Cái này thì anh em sẽ phải check xem là router của mình đang là địa chỉ bao nhiêu, địa chỉ như nào. Cái router chính của mình nhá, địa chỉ bao nhiêu, địa chỉ như nào. Và lựa chọn từ đó mà lựa chọn được những cái thông số này. Cái này thì anh em sẽ cần phải xem những cái hướng dẫn kỹ càng hơn, sâu lắng hơn. Tại vì nhá, những cái này thực sự vô cùng là khó với cả một người dùng bình thường. Mà việc mà setup như này ấy, nó sẽ khiến nhiều lúc nhá, anh em mất mạng, anh em cũng không biết tại sao, anh em không biết thế nào. Nhiều khi nghịch ngợm vào thì sẽ bị hỏng. Cho nên là bản thân mình vẫn sẽ để là IP động thôi. Nó sẽ tự động tìm cho anh em đâu là cái IP chính xác cho chiếc router của chúng ta. Rồi, về cổng LAN, chúng ta có thể setup này, địa chỉ MAC, địa chỉ IP này, subnet mask này. Tức là điều chỉnh thông qua những cái thông tin của những cái cổng LAN này. Có thể điều chỉnh là cái địa chỉ IP là bao nhiêu. Đây, địa chỉ MAC là địa chỉ vật lý của cổng mạng LAN. Khi nhìn từ mạng LAN này, các giá trị này thì không thể thay đổi. Và địa chỉ IP thì nhận biết địa chỉ IP của bạn theo một định dạng thập phân có dấu chấm cách. Đó, mặc định thì là 192.168.0.1. Mình có thể đổi sang .2.3 gì đấy để có thể khiến cho cái địa chỉ mặc định của mình thành như thế. Và cuối cùng là subnet mask thì nó là một địa chỉ xác định đấy, kích thước của mạng này thông thường là 255.255.255.0. Đó. Nói chung là những cái thứ này cũng khá là đơn giản. Và cuối cùng là IPTV. Cái này thì quan trọng này, tại vì có nhiều anh em nhá là đang sử dụng TV ở nhà và cắm mạng LAN. Cái IPTV này giúp cho anh em có thể xem được mạng, xem được các chương trình truyền hình bình thường thông qua mạng của chúng ta. Và cái việc mà có cái IPTV này để giúp anh em có thể bật lên, tắt lên tùy muốn, tùy ý thích. Đó, và chúng ta có thể là IGMP snooping này, IGMP proxy này được kích hoạt hết rồi này. Và IPTV thì chúng ta cũng kích hoạt luôn. Đó, và ở sẽ có những chế độ này, chế độ mạng LAN này, chúng ta sẽ có là Internet VLAN ID này, IP Phone ID này, IP TV IP, và sẽ có các cổng này. Chúng ta sẽ được set là cổng LAN nào là cổng IPTV anh em nhé. Và cuối cùng là sao MAC, thì chúng ta đây địa chỉ MAC của WAN này, và chúng ta có thể khôi phục này hoặc là sao chép từ cái máy tính đang kết nối anh em nhé. Đó, nhưng mà tiếp theo chúng ta sẽ có lựa chọn băng tần kép. Cái này cũng đã có ở trong phần cài đặt nhanh rồi. Thế mình mới bảo là anh em chỉ cần cài đặt nhanh thôi là đủ rồi, không cần phải đụng vào sâu hơn đâu. Chỉ là khi anh em muốn mod lại thì anh em mới xong vào đây thôi. Thì mình có thể lựa chọn đó chính là tắt mạng 2.4 đi hoặc là tắt mạng 5. đi nếu mà mình muốn. Còn đây chúng ta được tùy chỉnh cả hai cái mạng rất là kỹ càng và đậm đà anh em nhé. Chúng ta sẽ có cài đặt cơ bản này là vô hiệu hóa kích hoạt này, tên mạng này, vùng này, các chế độ này, kênh truyền này, chế độ rộng truyền này. Bên tay phải đây sẽ có đầy đủ này. Ví dụ như là vùng này thì trong cái ô này quy định các khu vực nơi mà chức năng không dây của router có thể sử dụng được này. Chúng ta để là nó có thể là bất hợp pháp để sử dụng chức năng không dây của router trong một vùng khác với một vùng cụ thể của ô này. Nếu quốc gia hoặc vùng của bạn không hỗ trợ liên hệ thì vui lòng liên hệ với các cơ quan chính phủ, chính quyền để được hỗ trợ. Ví dụ chẳng như là bạn đem cục này sang Triều Tiên chẳng hạn thì các bạn chắc chắn là chết rồi đấy. Nhưng mà không sao cả. Đấy. Và có là chế độ này là chọn chế độ hỗn hợp. Đó, kênh truyền này,
sẽ quyết định tần số hoạt động được sử dụng này không cần thiết phải thay đổi, ngoại trừ khi bạn cần lưu ý đầu vấn đề đó chính là access point gần đó. Để nếu bạn tự chọn thì AP cái access point ấy sẽ tự động đổi kênh tốt nhất. Và độ rộng kênh truyền thì đó chính là độ rộng kênh truyền, đơn giản thôi. Nó sẽ còn có chính là WPS nữa. Cái này cũng là một cái tính năng cực kỳ là hay luôn. Đây là cái Wireless Protected Setup, tức là giúp anh em có thể kết nối giữa các thiết bị với nhau, từ thiết bị đến cái router của anh em mà không cần phải tốn quá là nhiều công sức. Và hiện tại thì nó là bật này, pin của nó là 167 v.v. này, và chúng ta có thể thêm thiết bị nếu mà chúng ta muốn này. Đấy, ví dụ như là thiết bị có một mã pin thì anh em có thể bấm mã pin vào đây, hoặc là giữ cái đây, nó sẽ có là đấm nút WPS thiết bị mới trong vòng 2 phút, thế là ok. Đấy. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ còn có đó chính là bảng mật không dây trong cái mục này. Chúng ta có thể vô hiệu hóa để có thể gọi là tắt cái mật khẩu đi. Nhưng mà anh em mình khuyên rằng với người dùng bình thường đúng không, hãy giữ ở WPA, WPA2 và WPA3. Nói chung đây là cái dành cho người dùng cá nhân và có các loại mã khóa ví dụ như là IS này, TKIP này, vân vân. Nhưng mà để như những gì mà gọi là TP-Link họ đã để sẵn rồi, mình cảm thấy là ok rồi, không cần phải đi sâu hơn. Tiếp theo sau khi mà anh em sắp được bảo mật đúng không, thì chúng ta sẽ còn có cả thời gian biểu. Cái này cũng là một tính năng rất là hay, tức là anh em sẽ được phép được setup đó chính là cái mạng hai, ví dụ như là mạng 2.4 hoặc là 5. Anh em hoạt động vào khoảng thời gian nào, ví dụ như nhá, thời gian biểu của mạng không dây đúng không, tức là trong cái khoảng thời gian biểu này thì một là cái mạng đấy bật, hai là cái mạng đấy tắt, thì chúng ta có thể ứng dụng đến mỗi tuần đó. Nên chúng ta có thể ứng dụng là thứ hai và thứ ba từ 10 giờ, từ 12 giờ đêm tới 8 giờ tối, 12 giờ sáng đến từ 0 giờ sáng đến 8 giờ tối là chúng ta tắt mạng, thì chúng ta thêm vào thôi. Đấy, anh em thấy không? Tức là cứ mỗi thứ 2 và thứ 3 hàng tuần thì từ 8 giờ sáng từ 0 giờ đêm đến 8 giờ tối là mạng chúng ta sẽ bị tắt. Còn nếu mà mình bấm vào nút kích hoạt này thì tức là mạng sẽ được bật lên anh em ạ. Thế hay là thì phải đấy. Cái này sẽ để giúp cho anh em có thể, ví dụ như là anh em muốn làm trong một cái cửa hàng đúng không? Anh em muốn gọi là có ở trong một làm một cái nhà hàng mà không muốn hàng xóm của mình câu wifi, thì ví dụ như cửa hàng anh em đóng là anh em tắt mạng luôn. Đấy, cửa hàng anh em không hoạt động là anh em tắt mạng luôn, khiến cho người khác không câu được, mình đỡ phải gọi là chia sẻ băng thông với cả người khác. Đấy là một cái ứng dụng rất là tốt. Và chúng ta sẽ còn có cả bộ lọc MAC mạng không dây nữa. Cái bộ lọc MAC này thì MAC là cái địa chỉ để phân biệt được rằng là máy nào với máy nào. Thì cái bộ lọc MAC này để giúp cho anh em có thể tách được cái những cái máy ra, anh em có thể đó một là từ chối địa chỉ MAC, tức là ví dụ chẳng như là cái máy tính của mình có địa chỉ MAC là bao nhiêu đấy và nó kết nối với cả cái router của mình thì nó sẽ từ chối, hoặc là mình sẽ bấm ở cho phép để chỉ cho phép cái địa chỉ cái máy tính đấy kết nối với cả mạng thôi. Điều đấy cũng là một điều rất là hay để có thể kiểm soát được cái mạng của anh em, đặc biệt là nếu mà anh em để ở trong một cái vị trí đó chính là những cái nơi công cộng một chút ấy, những cái văn phòng này, những cái quán cà phê này, vân vân, để anh em có thể setup được hay ho hơn. Và cuối cùng thì sẽ còn có đó chính là nâng cao mạng không dây này, có thể ở mức truyền điện này, sẽ có mốc báo khoảng cách này, mức RTS này, mức độ phân mảnh này, khoảng DTIM này, và bên này sẽ có đầy đủ tất cả các thông tin để anh em có thể đọc, tìm hiểu kỹ. Những cái này sẽ không có nằm trong cái tờ giấy nhỏ nhỏ của TP-Link đâu, chỉ trong này nó mới có anh em ạ. Và cùng là thống kê mạng, cái này thì anh em biết rồi đấy, là đang có những địa chỉ nào, máy nào kết nối này, số gói tin đã nhận này, số gói tin đã gửi này, vân vân và vân vân. Ngoài ra sẽ còn có y hệt như thế bên mạng 5 này, nhưng mà chúng ta còn có một cái nữa đó chính là mạng khách. Cái này hợp với cả những anh em nào làm cà phê này, cửa hàng này mà không muốn khách có thể truy cập được vào mạng LAN của mình, hoặc là những anh em nào mà có một căn nhà mà ở trong nhà có chứa nhiều data dữ liệu nguy hiểm ấy, thì có một cái mạng khách cũng khá là hay ho. Ở mạng khách chúng ta sẽ có cho phép mạng khách truy cập vào mạng nội bộ của tôi vô hiệu hóa, tức là họ sẽ không được truy cập bất kỳ thiết bị nào trong mạng LAN của bạn. Tiếp theo là cách ly mạng khách thì chắc chắn là phải bật kích hoạt lên rồi để cách ly ra khỏi hoàn toàn với các thiết bị khác khi mà các thiết bị khác kết nối với mạng 2.4 và 5. ấy. Và sẽ còn có cả kiểm soát băng thông mạng khách, tức là kích hoạt để giúp anh em có thể kiểm soát được cái mức độ tải của mạng khách đấy. Ví dụ như anh em không muốn là ông anh nào tự dưng đem máy tính ra quán cà phê mình tải lên mình điện thoại chẳng hạn, thì anh em kiểm soát băng thông của mình, ok chưa? Rồi, và sẽ được chọn băng thông nữa, băng thông 5 chấm này, kích hoạt này, đó, hoặc là wifi Facebook này. Cái wifi Facebook này cũng rất là hay nhá. Cái wifi Facebook này là để cho anh em có thể kết nối được cái wifi của mình với cả cái trang wifi Facebook của mình. Mỗi khi mà anh em làm như này là khi mà anh em khi mà cái khách hàng của mình có thể vào được trang Facebook thì họ có thể kết nối wifi trực tiếp luôn mà không hề gặp vấn đề gì cả. Không cần phải chủ quán này, wifi là gì nhỉ, đúng không? Kết nối rất là nhanh chóng và vô cùng dễ dàng. Đấy, rất là đơn giản thôi. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có DHCP. DHCP nó là Dynamic Host Config Protocol, để truy cập, để cung cấp cấu hình TCP/IP cho tất cả các máy tính cá nhân trong mạng LAN.
Đấy, chúng ta có thể này, lựa chọn này, kích hoạt này, vô hiệu hóa máy chủ này. Nếu mà bạn vô hiệu hóa máy chủ thì phải có máy chủ DHCP khác mà không cần mạng, hoặc là bạn phải có cấu hình địa chỉ IP máy tính bằng tay. Đó. Và sẽ có cái địa chỉ IP bắt đầu này, địa chỉ IP kết thúc này, và thời điểm đăng ký, thời điểm thuê này, gateway mặc định này, miền mặc định này, máy chủ DNS thứ cấp này. Và đây sẽ có một cái lưu ý đây là để sử dụng cái tính năng này ấy, thì chúng ta cần phải đó chính là chỉnh cấu hình máy LAN ở chế độ obtain an IP address automatically. Tính năng này sẽ có hiệu lực cho đến khi thiết bị khởi động lại. Ok. Danh sách DHCP này và địa chỉ lưu trữ. Rồi, và sẽ có một cái nữa là NAT. NAT ấy nó chính là một cái kiểm soát NAT và phần cứng NAT điều luật đây. Tại trang này có thể vô hiệu hóa hoặc kích hoạt các điều kiểm soát tính năng kiểm soát này và phần cứng này sẽ hoạt động chính xác khi mà tính năng kiểm soát NAT được kích hoạt. Này thì người dùng bình thường không quan tâm đâu. Chuyển tiếp này, nó sẽ có cả chuyển tiếp máy chủ ảo này, cổng kích hoạt này, DMZ này, unplug and play, universal plug and play này, máy chủ ảo sẽ có tạo cho anh em một cái máy chủ ảo trên mạng LAN này, một cổng dịch vụ này. Đấy, sẽ có các cổng kích hoạt để xem anh em đang kích hoạt ở cổng nào này. DMZ thì nó là cái giúp cho anh em, theo như mình nhớ là đây, các tính năng của máy chủ DMZ cho phép máy chủ cục bộ có thể tiếp xúc với internet cho một dịch vụ mục đích đặc biệt như là trò chơi này, hội nghị video này, router chuyển tiếp các gói tin của tất cả các dịch vụ này cho máy chủ DMZ. Đấy. Và sẽ còn có cả universal plug and play. Nếu anh em chơi những cái kiểu game mạng LAN mạng lục ấy thì khu vực này rất là quan trọng này. Và sẽ còn có cả bảo mật nữa này, bảo mật cơ bản này. Tại vì cái router này sẽ có rất nhiều các tính năng hay ho nhá. Ví dụ như là tường lửa này, VPN này, và sẽ còn có đó chính là bảo tránh cho anh em khỏi DDoS nữa. Anh em nếu mà anh em biết cái này thì tức là sẽ có những cái tin tặc ấy, những cái hacker ấy, họ sẽ gửi, họ sẽ liên tiếp gửi những cái thông tin, những cái kiểu những cái request yêu cầu đến cái máy tính, đến cái địa chỉ của anh em, khiến cho địa chỉ anh em bị nghẽn và mọi người không thể truy cập được. Đấy là cái trường hợp mà rất là nhiều các kiểu server game này, các tựa game này hoặc các trang web mà bị ghét ấy là họ bị gặp hay bị gặp. Thì cái bảo vệ DDoS này cũng là một cái tính năng rất là hay ho để anh em setup. Rồi. Và cuối cùng đó chính là một cái thứ rất là hay với những phụ huynh nào mua chiếc router này. Nếu mà phụ huynh đang mua nó thì có thể kích hoạt cái tính năng kiểm soát cha mẹ, địa chỉ MAC của máy tính cha mẹ, tức là địa chỉ MAC của máy mà kiểm soát ấy là sẽ là cái địa chỉ này, anh em ghi vào đây này, mọi người ghi vào đây này. Rồi. Và sẽ có lưu địa chỉ MAC 1234 ở trên những cái cổng này này, và địa chỉ MAC trong LAN hiện tại này. Và sẽ còn có đó chính là như cái kiểm soát lúc nãy thôi, là ứng dụng từ mỗi ngày này, mỗi tuần này. Đấy, là kiểm soát chẳng hạn như là thứ hai, thứ ba từ 0 giờ sáng cho đến 5-6 giờ tối. 6 giờ tối là không được phép thêm vào này. Đấy, là không được phép vào youtube.com này. youtube.com chẳng hạn như vậy. youtube.com thêm vào. Đấy, chẳng hạn như thế này. Đấy, youtube.com này, và không cho phép truy cập vào đây. Đó, thế là xong, hợp lý. Rất là trong khoảng tầm từ 12 giờ đêm cho đến 8 giờ chiều, 6 giờ chiều, con của bạn không truy cập YouTube vào thứ hai, thứ ba mỗi tuần. Đấy, đấy là một cái tính năng rất là hay và phải xem kỹ hơn để có thể gọi là lựa chọn nhá. Rất là nhiều các bố mẹ có thể kiểm soát được con cái thông qua cái tính năng này, giúp cho con cái không được gọi là vào những cái mạng xã hội độc hại này, những cái nền tảng độc hại này, khiến cho con mình có thể gọi là thanh thao và nhẹ nhàng hơn. Rồi, sẽ còn có kiểm soát truy cập nữa là xem mầm đang cho phép đây này. Đây, cho phép các bài. Đấy, thiết bị này có thể hạn chế các hoạt động internet máy chủ LAN quy định này, thiết lập kết hợp các quy định và quản lý hiệu quả này. Nói chung là cái này là để kiểm soát cái truy cập của các mạng kết nối với các máy tính anh em. Đó, cho phép các gói dữ liệu được không xác định quy lộc vượt qua cái thiết bị này. Đây là các quy tắc này, chúng ta có thể kết nối với cả bất kỳ máy chủ này, mô tả ABCIZ này. Đây, trong mô tả thì gọi là tạo tên quy định này, máy chủ LAN là cái danh sách thả xuống cho quy tắc này. Thêm vào máy chủ LAN, có thể thêm vào đấy, bất kỳ máy chủ LAN nào mà anh em muốn. Rồi xung quanh sẽ còn có cả host này, host đây, ở đây sẽ ghi rõ dặn ghi sẵn cho anh em hết rồi. Nếu bạn muốn hạn chế hoạt động internet của máy chủ với địa chỉ là MAC bao nhiêu đấy thì hãy cài bên dưới này. Ví dụ như là anh em muốn hạn chế truy cập của một cái máy ở đấy trong công ty anh em, để bạn mà anh em biết nhìn tí là anh em hạn chế được đấy. Rồi sẽ còn có mục tiêu và thời gian biểu nữa. Mấy cái thời gian biểu này thì anh em đã biết rõ rồi đấy, những thời gian biểu cho từng cái thiết bị một. Routing. Rồi, routing này thì cũng là một cái khá là hay ho và hấp dẫn. Cái routing này giúp cho anh em có thể chuyển được cái tín hiệu từ mạng LAN của mình ra mạng thế giới, không? Mạng WAN.
Thế và giúp cho anh em ví dụ như là chơi những cái mạng LAN, chẳng hạn như chia sẻ server Minecraft này, chia sẻ những cái server Võ Lâm Chim Mộng chẳng hạn, kiểu thế, vân vân. Hoặc là anh em muốn chia sẻ những cái camera của mình, những cái server data của mình ra ngoài để các anh có thể truy cập ở bất kỳ nơi đâu, thì cái routing nâng cao này sẽ là cái cần thiết để đụng vào. Rồi sẽ còn có điều chỉnh giải tần này, và sẽ còn có cả kết hợp IP với cả MAC này. Những thứ này thực sự là những người dùng bình thường không quan tâm. DNS động này, và sẽ còn có đó chính là IPv6. IPv6 thì là một cái chuẩn kết nối mới hơn so với cả IPv4. Thì cái này sẽ giúp cho anh em, tại vì bây giờ IPv4 ấy đang dần dần hết dần rồi, và IPv6 thì mọi người đang bắt đầu chuyển dần dần qua ấy. Thì cái này sẽ là một cái tính gọi là future proof, tức là phòng chống cho tương lai thôi. Anh em sau này có thể sử dụng IPv6 thoải mái trên chiếc router như này. Và cuối cùng là công cụ hệ thống. Cái này thì là một cái công cụ rất là tốt. Chúng ta sẽ có cài đặt thời gian này, anh em đang ở đâu nơi đâu này, kiểm soát led này, để có chế độ ban đêm, tức là chẳng hạn như anh em để cái này ở góc nhà ấy, mà sáng anh thấy mấy cái bốn cái đèn này mà nhiều quá ấy, thì anh em có thể bật chế độ ban đêm lên để nó tắt đi trong buổi đêm. Sẽ còn có đó chính là phản hồi, ví dụ anh em thấy có lỗi gì, có bug gì thì anh em có thể phản hồi thông qua đây, có tên, email, điện thoại quốc gia, IPS, attachment, các thứ kiểu này. Sẽ còn có cả chuẩn đoán nữa, ví dụ như anh em có thể ghi IP vào đây này, đếm ping này, để nó xem là nó phản hồi liên tục, xem nó có kết nối với cả cái địa chỉ đấy không, nó có kết nối với cả cái thiết bị đấy không, xem là nó có mạng không, vân vân. Cái chuẩn đoán này cũng khá là tốt với những anh em nào mà đi sửa mạng. Sẽ còn có cả nâng cấp phần mềm, nếu mà anh em có sử dụng đây, là ví dụ như là anh em đang có một cái firmware mới cho chiếc router đúng không, mà chẳng hạn ví dụ sửa lỗi này, có thêm tính năng này, thì anh em chọn file ở trong máy tính của mình nếu mà anh em có. Rồi, mặc định nhà sản xuất, cái này thì là giúp cho anh em có thể khôi phục được những cài đặt gốc, đó chính là cũng cùng với cả chức năng của chiếc reset này, thì anh em có thể khôi phục ngay trên này. Sẽ có cả sao lưu và khôi phục, tức là trước khi mà anh em cái mặc định nhà sản xuất ấy, thì anh em nên lưu cái setting sẵn có này, như là cái kiểu port forwarding này, cái UPnP này, các tên mạng này, vân vân, các thiết bị mà mình đang chặn này, những cái thời gian biểu mà mình đang set này, thì hãy bấm sao lưu, và đến khi mà anh em khôi phục cài đặt gốc đúng không, thì anh em hãy khôi phục lại nếu mà anh em muốn được như lúc trước. Và sẽ còn có đó chính là khởi động lại này. Khởi động lại chúng ta sẽ có bấm reboot mà không cần phải bấm nút reboot. Sẽ còn có kích hoạt tự động lại, khởi động lại. Thì cái này chỉ khi mà anh em cảm thấy rằng là cái router của chúng ta có những cái vấn đề ấy, mà ví dụ chẳng hạn như là sau khi một khoảng thời gian dài thì cái router nó hoạt động không tốt nữa, mạng bị thấp, mạng bị chậm, thì nên bấm vào cái này để có thể khởi động lại một cách thường xuyên. Và ngoài ra sẽ còn có cả quản trị viên này, chúng ta sẽ còn thay đổi được mật khẩu này, thì chỉnh được các cổng cấu hình dịch vụ này, ngôn ngữ thì chúng ta sẽ còn có đổi sang ngôn ngữ từ tiếng Việt sang tiếng Anh này, và bảng ghi hệ thống, tức là những cái gì mà đã thiết bị, những cái gì mà đã thay đổi này, đấy sẽ có này, RAID ACD từ một đây, từ cái thiết bị của mình này, đó chính là 192.168.0.100 này, đấy, và sẽ còn có cả bảng số liệu nữa. Cuối cùng đó chính là đăng xuất. Ok, nếu anh em muốn đăng xuất khỏi thế giới thì bấm vào OK như này, anh em đăng xuất luôn. Sau này anh em sẽ phải bấm lại mật mã, ví dụ như mình là HACOM12445. Đấy. Rồi, và đó là cách để sử dụng cái router này, một cách sử dụng khá là đơn giản và dễ dàng đúng không ạ? Sẽ có những cái anh em chỉ cần, nếu mà anh em là một người dùng bình thường ấy, anh em chỉ cần quan tâm, đó chính là cái cài đặt nhanh thôi. Còn nếu mà muốn tìm hiểu sâu thì hãy nhìn vào từng cái menu và để ý vào cái bên phải cho mình nhé. Thì vì bên phải đấy đem rất là nhiều thông tin cho anh em để giúp anh em có thể setup được cái router chúng ta một cách chuẩn nhất. Và nếu mà anh em muốn kiểu tìm hiểu thêm ấy, ví dụ là làm thế nào để universal plug and play này, làm thế nào để port forwarding này, để có thể chơi những tựa game yêu thích của mình này, thì hãy xem trên YouTube anh em nhé. Tại vì thực sự đơn giản đấy, trong một cái video như này, cá nhân này không thể nào mà giải thích hết cho anh em được. Về nào thì port forwarding này, nào thì copy địa chỉ MAC này, nào thì setup các thứ kiểu này. Mình chỉ có thể setup được chiếc router này một cách đơn giản nhất để có thể chơi được, dùng được mỗi ngày bình thường thôi. Rồi, nếu anh em không muốn setup như cái kia thì sao? Không muốn setup ở chế độ router thì làm thế nào? Bây giờ chúng ta hãy quay trở lại với cả chế độ cài đặt nhanh. Bấm vào cài đặt nhanh này, tiếp theo này. Đấy, và hãy để ở điểm truy cập. Đấy, bấm vào chỗ điểm truy cập này. Điểm truy cập ấy thì nó là trong chế độ này, thiết bị có thể kết nối với mạng dây và chuyển đổi truy cập sang Wi-Fi, cho phép nhiều thiết bị chia sẻ với nhau, đặc biệt là cho gia đình này, phòng văn phòng khách sạn nơi chỉ có mạng dây. Cái này ấy, thì nó khá là hay ho. Ví dụ như anh em đang có một cái router sẵn rồi và anh em kiểu ví dụ như đấy chỉ là một cái router có dây hoặc là một router không dây khác đi, nhưng mà anh em muốn mở rộng cái sóng Wi-Fi ra hoặc là chia sẻ cái sóng Wi-Fi thành các cái Wi-Fi khác nhau, ví dụ như Wi-Fi tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5, thì cái chế độ điểm truy cập này là một chế độ cực kỳ hợp lý, rất là phù hợp. Thì để setup, bấm vào tiếp theo. Đấy, chúng ta sẽ đặt này, Wi-Fi 2.4 này, anh có thể đổi tên này, đổi vùng này, đổi loại bảo mật này. Tiếp theo này sẽ là Wi-Fi 5GHz này, cũng đổi tên, đổi vùng, đổi mật khẩu này. Tiếp theo sẽ là cài đặt mạng, cài đặt nhanh. Đấy, sẽ có dạng LAN là có IP thông minh với cả IP tĩnh.
IP tĩnh và IP thông minh, cái này thì khác biệt gì? Thì IP tĩnh ấy nó sẽ dành cho những anh em nào mà biết là mạng của mình có cái gì, mạng của mình ra làm sao, và anh em đang cần một cái thiết bị tĩnh để giúp anh em có thể truy cập, ví dụ như là server này, xem camera này, hoặc là xem phim này, vân vân và vân vân. Nếu mà anh em biết mình đang làm gì thì hãy chọn IP tĩnh và lựa chọn địa chỉ IP của chính mình cộng với cả subnet mask nữa. Nhưng nếu mà anh em là một người dùng bình thường thôi, một người kiểu chỉ cần một cái máy tính, một cái cục router để phát ra wifi, một điểm truy cập mới, thì Wi-Fi IP thông minh sẽ là thứ mà anh em cần. Tiếp theo, rồi thì cuối cùng sẽ là xem lại đại cài đặt. Thì anh em có thể thấy đây này, mạng không dây này, mạng có dây này, mạng không dây 5G, mạng không dây 2.5G hoặc 2.4G này, và cài đặt LAN các kiểu này. Và chúng ta kết thúc, đấy, thì nó sẽ lưu lại cho anh em. Bây giờ thì mình cùng thử kiểm tra trạng thái của nó nhé. Đây, anh em thấy trạng thái của nó chưa? Điểm mạng không dây 2.4 này là điểm truy cập này, mạng không dây 5 này cũng là điểm truy cập đấy. Thế là chúng ta đã thành công trong việc setup một điểm truy cập rồi, một điểm truy cập mới. Nhưng nếu mà anh em không có dây mạng nối với cục router này thì sao? Đó chính là một cái điểm khác, đó chính là cái cách cài đặt, là cách cài đặt của mở rộng sóng. Cái này tức là nó sẽ bắt sóng wifi từ một cục wifi khác để có thể mở rộng sóng về hướng bên này, về các chỗ xung quanh bên này. Đấy, đây là một cái rất là hay để có thể mở rộng sóng trong nhà của anh em, trong văn phòng của anh em, trong khách sạn của anh em, trong gọi là nhà nghỉ vân vân của anh em. Thế cái như thế này ấy, nó sẽ giúp cho anh em không cần phải setup dây nối từ cục này sang cục kia mà vẫn có thể truy cập được mạng anh em ạ. Rồi, hãy cùng vào thử mở rộng sóng xem nó có gì hay ho nhá. Tiếp theo là đấy, chúng ta sẽ có các danh sách AP. Bây giờ nó đang quét đấy, đang làm mới cái cục router, chúng ta đang quét wifi và đang làm mới các gọi điểm truy cập access point, và sẽ tìm ra chúng ta một điểm truy cập để chúng ta lựa chọn này. Ví dụ như ok, mình kết nối với cả công an này. Đấy, tiếp theo này, đây rồi. Đấy, chúng ta sẽ có thể đánh mật mã này, mật mã này, và chúng ta có thể kích hoạt được đây extended, và trong đây nhá, chúng ta sẽ có này vùng này, mạng không dây này, SSID này, và địa chỉ MAC này, mã khóa dạng khóa này. Rồi chúng ta có thể kích hoạt được thêm cả mạng không dây 5GHz nữa. Và sau đấy chúng ta sẽ có tên wifi của bộ nhớ mở rộng. Đây này, anh em thấy chưa? Đấy, tên wifi của bộ nhớ mở rộng này, hai cái luôn. Tùy chỉnh này, chúng ta sẽ có EX này, tức là extended ấy. Và bấm tiếp theo thôi. IP thông minh, mình vẫn sẽ để IP thông minh, tại vì mình không muốn set up một cái IP tĩnh. IP tĩnh mất rất nhiều thời gian. Rồi, chúng ta xem này, chúng ta sẽ có mạng 5 giây mở rộng sóng này, tên nó sẽ là extended này. Đấy, và mạng 5 giây 5G cũng là extended này. Và chúng ta có thể bấm kết thúc. Rồi, sẽ lưu một tí. Rồi, đấy chúng ta đã mất mạng rồi. Tại vì là bây giờ mình đã đổi tên wifi rồi, anh em có thể thấy đây này. Sẽ có này, đấy, công an trừ phường du lịch extended này. Ha, các loại các kiểu này, những cái cục wifi này, cái mạng wifi này là mạng wifi chúng ta đã vừa mở rộng sóng ra từ cục router ở xung quanh đây, khiến cho cái cục mạng chúng ta có thể gọi là tạo ra được một cái điểm, tạo ra một cái vùng sóng to hơn, rộng hơn, giúp anh em có thể kết nối dễ dàng hơn. Ví dụ chẳng hạn như là cục sóng wifi ở trong kia thôi, nhưng mà có thể kết nối với cục router này đang repeater thì có thể kết nối ở ngoài kia cũng được cơ. Nhưng mà bây giờ nếu mà anh em không có máy tính thì làm nào nhỉ? Hãy cùng bắt đầu setup với cả điện thoại nhá. Đây thì đây là điện thoại của chúng ta, và đây là cục router chúng ta. Mình vừa reset xong rồi, thì anh em để ý ở nằm bên dưới các cục router này sẽ có một cái, có chính là code QR anh em ạ. Thế nên là bây giờ mình sẽ vào trong mục camera này để mình quét nhá. Anh em có thể sử dụng, nếu mà những điện thoại anh em mà chưa xịn quá ấy, thì có thể sử dụng qua Zalo nhá, để có thể kết nối được. Đây, mình sẽ quét QR này. Đó, nó sẽ ghi là đây là Join TP-Link Network. Join. Rồi. Đấy, họ ghi ở đây là nhập để quét. Quét để thiết lập wifi này. Rất là đơn giản và khá là dễ dàng. Đấy, thì sau một tí là chúng ta đã vào được trong đây. Anh em có thể thấy là TP-Link EF79 đã được kết nối rồi. Và bây giờ mình lại sẽ vẫn vào như bình thường thôi. Mình sẽ vẫn vào trong TP-Link.net. TP-Link.net. TP-Link wifi.net này. Đây, và nó sẽ lại vẫn như lúc nãy anh em ạ. Vẫn là đây, vẫn là tiếng Việt này, chọn tiếng Việt này, xong lại tạo mật khẩu, tạo mật mã này, y hệt như những gì nằm ở trong trên chiếc máy tính luôn. Nói chung là cái việc thiết lập một chiếc router như này cực kỳ là đơn giản, nhưng làm sao có những gì kỹ càng hơn thì anh em cũng cùng gọi là tìm hiểu ở trên chiếc máy tính nhá. Rồi, nếu mà anh em có thể hứng thú với cái video này và cái video này mà đem cho anh em nhiều cái thông tin hay ho thì hãy bấm like và subscribe. Và nếu mà anh em cảm thấy hứng thú thì hãy để dưới comment bình luận là xem là sắp tới đây chúng mình nên gọi là làm hướng dẫn về thiết bị nào anh em nhé. Rồi, cuối cùng thì cảm ơn anh em và anh em tạm biệt sau nhé.